lãnh đạo phòng kỹ thuật hình sự cũng như các đội nghiệp vụ đã kết hợp khám xét, thu lượm, đánh giá dấu vết một cách tỉ mỉ, kỹ càng. Những chi tiết dù là rất nhỏ trong đống tro tàn của hiện trường cũng không cho phép họ bỏ qua. Có thể nói, đây là một hiện trường gây nhiều khó khăn cho công tác khám nghiệm. Tuy nhiên, dựa trên các thiết bị kỹ thuật và cơ sở khoa học đã giúp cho những cán bộ khám nghiệm có những nhận định, đánh giá sắc bén, chính xác về hiện trường. Ngày 6 tháng 9 năm 2008, cơ quan công an đã nhận được thông báo trường hợp của một nữ sinh viên năm thứ tư một trường đại học tại Hà Nội đã mất tích khoảng 4 ngày nay. Sau khi là chúng tôi ở công an phường Trung Hòa thì được bạn của nạn nhân đến thông báo là có một cái bạn gái mất tích. Thì bạn gái này thì là bị mất tích khoảng 4 ngày và đang là sinh viên của trường Đại học Ngoại ngữ. Thì chúng tôi đã yêu cầu các bạn gái gọi gia đình đến để xác định xem là những cái đồ vật chúng tôi thu giữ tại hiện trường nơi xảy ra vụ án có phải là của nạn nhân đó không. Cơ quan điều tra nhanh chóng triệu tập người nhà của nữ sinh viên mất tích. Tại cơ quan công an, anh trai của người mất tích đã nhận ra chùm chìa khóa mà công an thu được tại hiện trường chính là của em gái mình. Ngay sau đó, chùm chìa khóa được mang đi thử và xác định khớp với các khóa cửa, khóa đồ của nữ sinh viên này. Danh tính nạn nhân đã được xác định là Đỗ Thị Hoa và hung thủ gây án cũng đã được khoanh vùng. Lúc này, những dấu vết thu lượm được từ hiện trường vẫn đang được cán bộ khám nghiệm phân tích. Những tài liệu còn sót lại cùng với thi thể của nạn nhân dần hé mở tung tích của nạn nhân. Đặc biệt là nhận dạng chữ viết từ sổ tay cá nhân của người xấu số. Thế trong quá trình điều tra có thể đối với những cái vụ án và đối tượng sử dụng cái thủ đoạn mà dùng xăng tẩm đốt thì cũng rất nhiều khó khăn trong quá trình chúng tôi khám nghiệm trường. Những cái tài liệu ban đầu thu thập tại trường cũng gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng với cái sự nỗ lực và cái sự quyết tâm và sự tỉ mỉ của cán bộ chiến sĩ đã tập trung ngay từ khâu ban đầu là khâu khám nghiệm trường. Vì đây là những vụ án đặc biệt nghiêm trọng và giết người rất dã man. Chính vì thế cho nên lực lượng điều tra của công an thành phố cũng như là công an quận phường đã tập trung vào cái việc tổ chức điều tra rất là kỹ ngay từ ban đầu hiện trường và tổ chức rà soát rất kỹ tất cả những cái tài liệu để thu thập những cái tài liệu có liên quan vụ án. Có thể nói đây là một cái vụ án mà chúng tôi đã sử dụng một cái lực lượng trinh sát rất lớn để tập trung vào cái việc tổ chức điều tra. Thưa quý khán giả, theo những lời kể của các điều tra viên, việc rà